Thôi lên không nổi rồi, bà đau quá. Ôi, gán đi mà, gán lên một này. Bà đau cái lưng quá à. Một lần duy nhất, một lần duy nhất. Gán rồi, đi. Một lần này nữa thôi nha. Chứ bà đưa lên không nổi nữa đâu đó. Một, hai, ba. Ba. Ba, gán miếng nữa đi. Gán chặt cái lưng rồi. Gán miếng nữa đi, một cái nữa thôi. Hứa là một cái nữa thôi. Bà đau quá. Đi mà ba. Đi mà một cái nữa. Ngọc, dạ. Con hẹn với lại giám đốc nghiệp là thứ mấy? Dạ con hẹn rồi ba, tối nay gặp luôn nè. Tối nay là không được rồi, hẹn lại cho ba 8 tây. 8 tây là thứ mấy ta? Để coi, hôm nay 5 tây là thứ 3 nè, 6 tây thứ 4. Dạ, 7 tây thứ 5. Là thứ 3 đó chú. Sao con tài lanh quá vậy? Dạ, con xin lỗi chú, nhưng mà ngày 8 chính xác là thứ 3 đó chú. Đó không phải là chuyện của con. Chuyện của con là quét dọn kìa, đừng có xen vào chuyện của người khác. Dạ. Năm ba, sáu bốn, bảy năm. Con cũng lẩm nhảm gì đó. Sao không gọi điện con? Dạ con đang tính coi ngày 8 là thứ mấy. Con bé nói rồi đó, là thứ 3. Dạ con biết rồi nhưng mà... Không có nhân nhị gì hết á. Chính xác là như vậy. Trời ơi Ngọc ơi, một ngày mà con không có lẩm nhẩm con chịu không được hả? Làm ơn đi. Nè, sao con cứ nhìn chú hoài vậy? Dạ con... Có phải con trong đầu con đang có ý nghĩ là sao cái ông này đã nói là ngày 8 là thứ 3 rồi mà cứ tính toán hoài à, ngu gì mà ngu như bò vậy, đúng không? Dạ, thì con không có ý đó đâu chú. Nếu mà chú nghĩ vậy thì cho con xin lỗi chú. Thôi, khỏi rồi xin lỗi. Chú nói thiệt, chú đi guốc trong bụng con nè. Đi lên tới tên não của con luôn, đi vòng vòng trống luôn, biết con suy nghĩ gì luôn á. Con xin lỗi chú nhiều lắm. Mỹ. Dạ. Lấy giùm chú miếng dán nhãn lừng rồi, đau quá. Dạ. Dạ gì? Không nghe chú nói gì hết hả? Dạ. Mà chú ơi, nếu mà chú bị đau lưng á thì có thể ngâm chân với nước ấm muối với gừng là có thể giảm đau đó chú. Rồi sau đó chú nghỉ một giấc là chắc chắn sẽ bớt liền. Nghe con nói hết đau luôn rồi nè. Như thần tiên vậy đó. Sao tài lanh quá vậy? Chú kêu cái gì làm vậy đi, ý kiến còn chi. Chuyện của mình thì mình làm đi. Con biết rồi, con đi lấy cho chú liền. Trời nóng muốn chết luôn mà bà đặt nước ấm nước gừng. Thời nào còn tin ba cái trò thuốc nam. Dạ, quá, sao đau quá vậy trời. Chú ơi. Ủa, chú ra ngoài rồi hả ta? Chú ơi. Chú ơi. Đâu rồi ta? Ủa, cái gì vậy con? Ủa, dạ chú thấy chú Ngọc không? Chú không thấy.
Mà giờ chú đi công chuyện hả? Đúng rồi, lâu lắm mới thấy con nha. Con khỏe không? Dạ. À, chú ơi. Cái gì? Cái nút áo của chú. Tôi đang trên đường di chuyển á. Khoảng một tiếng nữa tôi tới. Vậy nha. Ủa? Ủa? Hello anh. Cô đi tới trạm xe buýt hả? À. Lên xe đi tôi chở nè. Thôi tôi không dám làm phiền anh đâu. Không sao đâu, cứ lên xe tôi chở đi, tôi cũng tiện đường mà. Anh tính chở tôi ra bãi biển lần nữa hả? Trời ơi, cô thù dai vậy luôn hả? Yên tâm đi, không sao đâu, lên đi. Ngoài trời nắng lắm á. Chở tôi tới trạm xe buýt thôi nha. Được rồi. Ôi, nắng muốn điên người luôn á. Ông trời muốn chi người ta luôn hay gì vậy trời. Đi không chịu mang theo dù, trách ông trời. Nãy giờ còn chảnh không thèm lên xe đó chứ. Không phải tại vì tôi chảnh đâu nha. Tôi sợ anh chở tôi ra bãi biển lần nữa hay đó. Trời, cô thù dai dữ vậy. Cô đã thù được tôi rồi mà. Bật đài nghe nha. Được. Ủa? Mưa rồi. Thì đúng rồi. Nắng lắm thì mưa cũng nhiều chứ. Cô bị gì vậy? Cho má, thò tay ra cho mua tặng cho má nè. Tôi tưởng cô bị gì không chứ. Ướt quá nè. Hả? Alo, chị nghe. Phải gì không? Nói gì biết nói sao giờ. Đương nhiên rồi, bạn gái là quan trọng nhất chứ. Hay quá ha. Bộ không có người yêu á là mình chết vì buồn hả? Hẹn cho đã rồi giờ hủy. Thôi nha. Bỏ qua cho lần này á. Rồi. Anh muốn quầy bạn cho leo cây hả? Thì trời mưa. Cho nên bạn qua bên chỗ bạn gái nó rồi. Còn cô thì sao? Bạn của tôi thì nó qua bạn trai nó rồi. Bởi vậy mấy đứa có người yêu nó vậy đó. Có bồ là bỏ bạn hết à. Đúng đó. Bây giờ cô muốn đi đâu? Anh cứ chở tôi ra chợ xe buýt đi, xong rồi tôi bắt xe quay trở về nhà nằm ngủ sướng hơn. Nếu vậy chúng ta tìm chỗ nào chơi đi, cô thấy sao? Đi đâu vậy? Đi bệnh viện đi, từ nhỏ tới lớn tôi chưa biết bệnh viện à. Đi chơi chứ bệnh viện. Tôi đã giỡn á. Ê, không có đi công viên không? Vậy cũng được, ý hay á. Tâm Mỹ ơi, trời đất ơi, Ngọc Hoàng sao nằm ngủ ở đây? Dạ, tại con đau cái lưng quá cho nên định nằm đây nghỉ chút, ai ngờ ngủ quên luôn. Đường Tâm Mỹ đâu rồi? Con đâu biết đâu, ủa nó không có ở nhà bà. Nó đi đâu mất rồi đó, từ giờ là không có nó, nhờ con tìm cho ba cái áo vest nâu nghe chưa?
để chút tâm ý về rồi con kêu. Tôi có việc gấp phải đi ra ngoài, tìm cho tôi lẹ lên, mau. Xui xẻo thiệt. Thôi, phải cái áo này không ba? Ừ, đúng rồi. Dạ, vậy thôi con lên phòng nha ba. Rồi khoan khoan khoan. Con thấy nhăn không? Ủ giùm ba cái. Hả? Trời ơi, banh là mất banh cái lỗ tai ra nghe. Tôi nói là ủ giùm tôi một cái. Nhưng mà chuyện này đâu phải của con đâu. Này của cái tâm ý mà. Để một chút con kêu tâm trời ý nó. Trời ơi, nói nhiều quá à. Ba đang gấp thì ba mới nhờ con. Giờ ủ cho tôi được không? Dạ, con chào ông. Ông định đi đâu hả ông? Ờ, ông ra ngoài có chuyện một chút. Dạ, ông đi cẩn thận nha ông. Tâm ý. Dạ. Con đi đâu từ nãy giờ vậy? Dạ, con đi mua đồ. Đi cái gì mà lâu lắc quá vậy? Con đi vậy rồi chú phải mò vậy, chú ủi đồ cho ông á, con biết không? Ủa thiệt hả chú? Ờ, con cảm ơn chú nha chú. Ờ, nghĩa gì? Gãy cái lưng luôn nè. Dạ, con cảm ơn chú nhiều lắm. Tự nhiên trời đang nắng chang chang mà mưa xuống một cái. Mà cũng mát quá ha. Đúng rồi, nhờ về mát á. Mà không biết phải tới mùa mưa chưa ta? Chắc tới rồi. Phải hỏi mới biết chắc được. Dạ alo chị ơi, cho em hỏi phải đài khí tượng không ạ? Dạ, em muốn hỏi là hôm nay có phải vô mùa mưa rồi không chị? Dạ vậy hả, em cảm ơn chị. Chính xác luôn, vô mùa mưa rồi đó. Bộ cô thích mưa lắm hả? Ừ. Mưa từng cơn phố, có nhớ mong sáng ai đi cuối thu đông về. Hè sáng vội vàng quá. À, trời mưa không biết sao tự nhiên nhanh đói bụng ghê. Đói bụng quá, cô đói bụng chưa? Cũng hơi đói đói. Vậy mình đi ăn hả? Ừ. Đi. Đi.